Kênh Bán Nhà Quận 7 Chính Chủ xin kính chào đến cô chú anh chị. Hôm nay em qua em review căn nhà tại hẻm 1979 hẻm VIP của thị trấn Nhà Bè. Nhà có diện tích ngang 4m3, dài 12m, nhà một trệt 2 lầu, 3 phòng ngủ lớn, ban công sau. Chủ nhà muốn bán cái giá là 5.950 nha anh chị. Xe hơi thì chạy qua chạy lại luôn, em quay xe hơi cho anh chị xem đó. Đó, xe hơi thì chạy qua chạy lại luôn. Nhà thì 2 lầu thì rất rộng rãi. Nhà hướng chính thì hướng Tây. Em quay cận kẽ anh chị mình xem. Cô chú anh chị đi xem nhà liên hệ cho em số điện thoại là 0913781712. Phương sẵn sàng sẽ đưa anh chị xem nhà. Bên trong nhà thì sofa, tủ kệ tivi, kệ giày là full hết cho cô chú anh chị mình luôn. Nhà rất đẹp nha anh chị. Nhà thì nhà mới, cô chú anh chị mua về thì xách vali vô ở thôi. Ngay trung tâm thị trấn Nhà Bè, cách chợ Phú Xuân khoảng 200m thôi. Cô chú anh chị xem kênh Bán Nhà Quận 7 Chính Chủ chưa đăng ký kênh, cô chú anh chị đăng ký kênh hộ giúp em. Nhà thì thiết kế rất là sang trọng, rất đẹp nha anh chị. Diện tích thì ngang 4m3, dài 12m, nhà một trệt 2 lầu, 3 phòng ngủ lớn, một ban công. Chủ nhà muốn bán cái giá là 5.950.000, còn thương lượng chính chủ. Không gian sau nhà bếp thì rộng rãi. Chỗ này không gian trống, mình để cái chổng để mình ngồi nha anh chị. Không gian sau nhà bếp thì tủ kệ bếp, rồi bàn ăn, bếp điện từ, máy hút có đầy đủ hết nha anh chị. Đây bếp điện từ, trên máy hút. Có nhà có tủ gạo luôn nha anh chị. Đây tủ gạo. Không gian nhà bàn ăn thì 6 ghế rất là đẹp, rất là sang trọng nha anh chị. Nhà mình là 8 ghế. Giá chỉ có 5.950.000. Kênh Bán Nhà Quận 7 Chính Chủ luôn luôn niêm yết giá trên màn hình. Cô chú anh chị mình tiện xem và theo dõi. Cô chú anh chị nào xem kênh Bán Nhà Quận 7 Chính Chủ chưa đăng ký kênh, cô chú anh chị đăng ký kênh hộ giúp em. Đây là nhà vệ sinh đường trệt nha anh chị. Hệ thống máy thì máy nước nóng năng lượng mặt trời. Hẻm thì xe hơi chạy qua chạy lại. Hẻm 1979 là hẻm đẹp nhất của thị trấn Nhà Bè nha anh chị. Em mời cô chú anh chị mình đi lên trên lầu 1 để mình xem lầu 1. Lầu 1 thì 2 phòng, phòng trước và phòng sau. Lầu 2 thì 1 phòng và 1 ban công. Phòng nào cũng lớn nha anh chị. Nhà full hết nội thất cao cấp như hình. Đây là phòng sau của lầu 1. Kệ tivi, giường ngủ, nệm gối, bàn trang điểm, đèn ngủ, tủ áo đầy đủ hết nha anh chị. Kênh Bán Nhà Quận 7 Chính Chủ luôn luôn những sản phẩm mới, cô chú anh chị mình xem và tham khảo. Bên em chuyên bán nhà quận 7 và Nhà Bè nha anh chị. Quận 8 em cũng có nhà luôn. Cô chú anh chị có nhu cầu cứ kết bạn với em qua số Zalo là 0913781712. Phương sẵn sàng sẽ đưa cô chú anh chị vào qua xem nhà nha anh chị. Đó, tủ áo đồ đầy đủ hết. Máy lạnh, phòng nào cũng có máy lạnh hết. Em đưa anh chị xem phòng trước. Nhưng mà tránh giữa là nhà mình là nhà vệ sinh ở ngoài nha anh chị. Đó, hai phòng hai bên thì nhà vệ sinh ở ngoài. Đâm ra là giá nó cũng hơi rẻ. Đây, phòng trước, phòng nữa là hai phòng của lầu 1. Nhà thì full nội thất cao cấp như hình. Trên là ban công, tủ áo, giường ngủ. Đầy đủ hết nha anh chị. Nhà hướng chính thì hướng Tây, đây là bàn làm việc. Rèm cửa là có sẵn luôn. Xe hơi thì chạy qua chạy lại. Em xin nhắc lại của chú anh chị, nhà ở hẻm 1979 Quỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè. Nhà có diện tích ngang 4m3, dài 12m, nhà một trệt, 2 lầu, 4 phòng ngủ, 3 vệ sinh, 3 phòng ngủ, 1 ban công. Chủ nhà muốn bán giá là 5.950.000, còn thương lượng chính chủ. Nhà thì nhà chính chủ đứng bán. Em mời của chú anh chị mình lên lầu 2. Lầu 2 thì ban công sau, sân thượng trước. Đó là rất là rộng lớn nha anh chị. Đây mình lên lầu 2 thì ở sau mình có cái ban công nè, dạng như sân thượng vậy đó. Đây mình có cái bàn. Đó, chiều về mình lên đây mình ngồi mình hốn mát cũng được nha anh chị. Đó, mình nhìn bên đây mình trồng cây, còn cầu thang này leo lên bồn. Đó, trên đó là máy đổ. Rồi mình lập ton hết rồi. Giá thì chỉ có 5.950.000 thôi. Phòng trước của lầu 2 cũng full nội thất hết. Giường ngủ, nệm, tủ áo đầy đủ hết. Cô chú anh chị đi xem nhà liên hệ cho em số điện thoại là 0913781712. Phương sẵn sàng sẽ đưa anh chị xem nhà. Nhà thì hướng Tây, full nội thất thì cao cấp. Hẻm VIP của 1979 thị trấn Nhà Bè. Cô chú anh chị
đăng ký kênh, ủng hộ giúp em. Cô chú anh chị đi xem nhà liên hệ cho em số điện thoại là 0913781712. Phương sẵn sàng sẽ đưa anh chị xem nhà nha anh chị. Đây là nhà vệ sinh nè, trong phòng ngủ luôn, hệ thống máy. Em sẽ nhắc lại của chú anh chị, nhà ở hẻm 1979 Quỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè. Nhà có diện tích ngang 4m3, dài 12m. Nhà một trệt, 2 lầu, 3 phòng ngủ lớn, có ban công sau. Chủ nhà muốn bán cái giá là 5 tỷ 950 nha anh chị.